Như thế này gọi là vì sao người ta gọi là cu đất đấy. Các bác thấy là đây là con cu cu cườm mà nó thích ăn thức ăn ở dưới đất thì gọi là cu đất. Hai con này đố các bạn biết con nào là con trống, con nào là con mái. Đấy. Đấy. Con gần màn hình nhất là con trống. Đấy. Sau 5 giây chắc là các bạn ai cũng đều có câu trả lời của mình. Còn con trong kia là con mái. Đấy. Đó, các bạn nhìn cái độ cái đuôi của con trống nó xòe ra. Đấy. Nó xòe ra. Và cái có cái cườm của con trống bao giờ nó cũng dày hơn, ánh hơn. Đấy, người của con trống là nó to hơn một chút, dài hơn một chút. Đấy. Thì đây là một trong những cái chuồng chim của thao chim cu gáy ngoài miền Bắc. Chuồng chim này thì với cái thể tích nó rơi vào khoảng 4 mét khối. Chính vì đấy chim của mình thường là rất là khỏe, rất là đẹp so với những chim khác mà mình nuôi từ nhỏ lên, nó ra cái chim này nó rất là thuần. Mình nhặt trứng đây, đôi này là đẻ rồi, đẻ mấy nứa rồi chứ không phải không đẻ. Đấy, đôi này đẻ rất tốt. Thì nó thuần như này rồi thì mình có xem trứng, ngó trứng, đổi trứng thì nó không sao. Đấy. Thì đây là những cái hình ảnh về những con chim này, thì nó là con chim, nó nguyên bản là chim chim chim, nó không có lai, đâm ra cái kích thước của nó cũng chỉ vừa phải thôi. Đấy, các bạn nhìn thì biết là nó vừa phải. Chim chim mà theo gốc thì nó có ở Bắc là nó có hai giống, hai loại. Có cái loại nó chỉ to như con chòe thôi. Nó trông nó rất là nhỏ. Cái loại này nó kích thước nó ngoại lệ một chút thì nó là có hai giống chim Bắc, nhưng mà về cơ bản thì đều mã ngỗng phấn hồng và nó khá là đẹp và là khá là giọng thì khá là hay. Thế thì clip này mong rằng là các bạn thấy là nhà mình nuôi chim nó bao gồm cả cái sự đam mê, bao gồm cả cái sự chia sẻ. Và trên cái kênh của mình thì mình cũng sẽ cố gắng là đưa ra những cái mà mình đã trải qua, đã đúc rút được qua cái thực tế. Và đặc biệt là mình mong muốn là mình ghi được lại những cái hình ảnh như thế này để cống hiến đóng góp vào cho những các bác cao tuổi. Và các bác nghỉ hưu, các bác đã đóng góp cho nhà nước rất là nhiều cái công sức rồi. Thì cái cô tuổi của các bác là phải nghỉ nghỉ ngơi. Thì đây là những cái khoảnh khắc mà các bác muốn ngắm nhìn cái thiên nhiên kỳ thú của chúng ta, và những cái niềm đam mê của con chim cu gáy là vẫn là mãi mãi. Trong tất cả các loài chim các bạn chơi, khiếu mi chòe rồi tất cả chào mào, nhưng mà nghĩ cho cùng thì con chim cu á, là con chim chơi bền nhất, bền nhất đấy. Mặc dù là cũng có rất nhiều những quan điểm người ta nói là gì, có những cái là trong thực tế thì ngày xưa có một câu các bạn thông cảm, ở đời thì nó có bốn cái gọi là không lên không phải. Đấy. Thứ nhất là làm mai làm mối. Đấy. Thứ hai là đi vay hộ hoặc là đi trả nợ hộ. Đấy. Thứ ba là nuôi chim cu. Và thứ tư là làm cái chức chức vị, cái địa vị với tư 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 thế, tư cách là người cầm trầu. Thì xin giải thích sơ sơ với các bác là như thế này. Thứ nhất là làm mai làm mối á, người ta khuyên không lên, bởi vì là nếu như mà hai cái người làm mai làm mối thành vợ thành chồng với nhau mà sống hạnh phúc thì không sao, nhưng mà họ có cái vấn đề trục trặc trong cuộc sống, họ chia rẽ, họ nói nhau chửi nhau thì người đầu tiên họ trách nó là họ trách cái người làm mai làm mối. Thì người ta bảo ở đời có bốn cái dại, bốn cái không lên là như vậy. Câu nguyên bản của nó là ở đời có bốn cái ngu đấy, làm mai đấy, gánh nợ đấy, đấy, nuôi cu cầm trầu.
đấy. Thì câu ấy nó vần như thế, nhưng mà thực ra là không không nó chỉ đúng trong ở một góc độ nào đấy thôi, bởi vì là làm ai thì cũng có là tạo phúc tạo phước chứ không phải không, có phải là ai làm mai làm mối cũng đều bỏ nhau, nếu không có người làm mai làm mối thì làm sao hai người lấy được nhau. Thế còn cái chuyện trả nợ thì thực ra mình giúp người cũng tốt thôi, nhưng mà không may là mình đi như kiểu là không được gan ốc mà phải đổ vỏ ở chỗ đấy, nghĩa là mình gánh nợ đấy, mình vay hộ mình phải gánh nợ thì được ra tiêu không được tiêu nhưng vẫn phải trả, thì cũng có thể là cái đấy nó cũng là một cái dại. Thế nhưng mà tùy thôi, cái đấy là một phụ thuộc vào mối quan hệ chúng ta quyết định giúp hay không. Thế còn nuôi cu thì tại sao người ta bảo thế, bởi vì thực ra con nuôi cu thì thực ra có những người nuôi thì gì là phải đãi thóc này, phải làm sạch thóc này, phải cọ máng nước này, rồi phải làm lồng đẹp này, ngắm nghía cho nó ăn, cho nó uống, cho nó chăm sóc chữa bệnh cho nó, rồi nuôi nó chăm bẵm ngắm nghía nó như đứa con của mình. Thế nhưng mà vô hình dung một ngày không hẹn trước, đang lúc cho ăn thì ông bạn đến chơi hoặc là có cuộc gọi điện thoại, các bạn gọi là quên không đóng cửa lồng, thì gì ôi rồi ôi, quay lại là nó không ấy nữa, nó không ở lại trong lồng nữa, và nó cũng không về, không không nó có thì là gì, người ta bảo dại ở chỗ là cái gì, chăm bẵm nó mãi, yêu thương nó mãi, trìu mến nó mãi mà cùng nó có trung thành với mình đâu. Thế còn cái người mà cầm trầu cũng thế thôi, cầm trầu giải thích nôm na là như kiểu bây giờ là một cái cánh thợ hát đến một cái bản làng này hát, thì cái người cầm trầu là người đại diện cho làng, là nói thật hay về cái đám hát này thì là nàng cho tiền đúng không, như kiểu là cánh thợ kèn đấy, ví dụ mình các bạn tưởng tượng như thế. Thì ngày xưa mình cũng không hiểu, mình ít tuổi cũng không hiểu lắm về cái việc cầm trầu, nhưng mà đại khái là mình hiểu nôm na, đọc sách báo chí mạng xã hội là mình hiểu là có nghĩa là anh ở giữa, anh nói theo kiểu là tốt cho cái cánh kia thì cánh kia nó cảm ơn, và mọi người lại phải mất tiền, dân làng phải mất tiền, gia chủ phải mất tiền, nhưng mà người ta hát không hay mà mình không nói thì không 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 đưa tiền, nhưng mà thì lại mất lòng cái bên bên cánh hát, vậy vị chi là anh ở giữa cán cân thì được bên nọ thì mất bên kia đấy, là không là không, không được, gần như là được bên nọ mất bên kia. Đấy là bốn cái mà người ta nói thế, nhưng mình vì nó đây là liên quan đến cái clip về con chim cu gáy thì mình cũng xin nói chuyện vui thế thôi, để tặng các bác những cái khoảnh khắc vui trong cuộc sống. Thì các bạn thấy là thực ra không phải ở chỗ là con cu này, với bản thân mình thì nuôi chim thì là ra rất nhiều, nhưng mà phần lớn là 80% là chim nó trở về với mình, bởi vì lý do là mình nuôi nó từ nhỏ. Thứ hai là thường những con chim nó ra thì mình biết cách lấy lại, biết cách ở chỗ là chúng ta không được làm nó giật mình, chúng ta cứ nhử cho nó ăn đến một cái khi nó đói á, thì chúng ta có thể là lấy được nó, sở hữu được nó, thì mình phải để cho nó đói, xong bắt đầu mình bắt khéo nhẹ nhàng thôi, đừng vồ đừng làm nó giật mình. Con chim này khi mà nó ra ấy, dù thuần đến đâu thuần, các bạn vồ trượt nó hoặc là dùng cây hoặc là làm cái gì động đậy nó một bất thình lình, nó hoảng loạn về tâm lý ấy, thì nó sẽ không không về lại chỗ đấy nữa. Vậy vị chi thì các bạn này, nó ra thì các bạn này, xem là tối nó ngủ ở đâu, thì các bạn lừa lừa các bạn răng lưới, hoặc là nó bắt các bạn cho thóc nó vào những cái nối mà mình theo kiểu là mình sẽ răng bẫy ở khu vực đấy, hoặc mình lừa lừa là nó vào đấy nó ăn quen, đến ngày thứ hai thứ ba thứ tư mình sẽ nhẹ nhàng bắt được. Có những con chim của mình nó nuôi đến 3 năm nó ra, nó gáy lên bầu cờ, ngày thứ nhất ngày thứ hai nó đỡ đậu trên cây nó gáy, nó quay lại nó gáy, mình cũng hơi buồn. Thế nhưng mà thực ra là đến ngày thứ ba thì nó đói nó về, nó sờ sệt nó về, nhà mình lại có nhiều chim nó sẽ về, nó như một cái dàn chim nó về, có bầu có bạn nó về thì mình cứ thấy nó ăn nó đói lả thì mình đi theo nó, nhưng mình chỉ cách nó khoảng 40-50 phân cái tay mình có thể chạm được vào đuôi nó rồi, nhưng mà mình cảm giác là không dám vồ, bởi vì nếu mình vồ trượt là nó sẽ bay đi luôn, thế mình không vồ thì mình cứ sờ sờ vuốt ve xong thì có khi là mình cầm nắm thóc trên tay, nó đói lả ra thì nó thấy thóc nó đến nó ăn. Thì thực ra là nếu như các bạn biết là khi cái tay mình trúng chim đấy, cái mỏ nó thò vào, nó cặp
cái miếng thóc thì mình túm được luôn vào cái đầu mỏ của nó. Và riêng con chim, nếu mà các bạn cầm cánh, cầm chân, cầm đuôi, cầm người, cầm cái gì thì cầm, nó dãy giụa một cách quyết liệt. Nhưng có một cái duy nhất là các bạn gì, cầm mỏ thì không bao giờ nó dãy. Nếu các bạn cầm vào mỏ của nó phát là nó đứng im, nó như một cái điểm huyệt của con chim. Đấy là một cái bí quyết. Cái tiếp theo là cái gì, các bạn có thể dùng cái bẫy giò hoặc là những cái răng lưới, hoặc là nếu như như mà những con chim mà các bạn nuôi từ nhỏ thường chả phải làm thế, nó sẽ về. Có những con mình mở cửa lồng ra để thức ăn trong nó sẽ về. Có những con mình bẫy giò, bẫy lưới, có những con bẫy dùng cái bu gà cũng được, thả nó thóc đấy nó ăn thì nó vào trong cái gầm bu gà đấy, thì mình đi cái ve trống lên mình giật thì nó bị chụp xuống. Thì có những con kỷ niệm của mình, có một con anh ở Gia Lâm, anh mua con chim 4,5 triệu của mình, thế mình bắt thì mình cũng vô tình mình làm nó giật mình, rồi cửa lồng nó to thì nó bay ra mất. Thế hôm sau thì nó về thì mình bắt được, thì anh kia anh ấy thì giả thêm 500.000 nữa, thì mình bảo thôi không bán nữa, bởi vì con chim nó đã nhẽ ra là nó mất rồi mà nó vẫn về với mình. Mình mở cửa ra mình về sẽ nó về, thì mình nghĩ là đây là cái lộc của mình rồi, mình không bán nữa, mình để mình chơi. Mặc dù một vài triệu bạc mình có thể kiếm lại được, nhưng mà con chim thì không bao giờ mình kiếm lại được, bởi vì nó mình đã có những cái không tốt của nó, đã xác định bán nó đi để vì đồng tiền. Thế nhưng mà mình lại nó lại vẫn về mình, thì mình thấy đây là một cái điểm rất tốt, đấy là một kinh nghiệm các bạn nên không nên bán bỏ những con chim như vậy, kể con cuồng thế thôi, con chó hay con trâu thế thôi, nó sẽ làm giàu rồi, nó sẽ cho bạn những cái niềm vui cho cuộc sống. Thì một lần nữa cái số điện thoại của Thao Chi Cu Gáy á là 0163 5305982, là cái số mà các bạn, là cái nơi mà các bạn tin tưởng khi mà đặt mua những con chim bố mẹ sinh sản, con chim non bón, con chim non mới biết ăn, và con chim cu khách, hoặc là con chim màu hồng, con chim màu xanh, và những cái tóm lại là mình chuyên về con chim cu gáy, thì các bạn có thể yên tâm đặt hàng của mình. Bên mình thì có những trường hợp là vì lý do nhà xe họ không tốt, họ quên thì chết chim, thì mình vẫn có thể là bồi thường cho các bạn bằng cách gửi những cái cặp chim khác tiếp theo, hoặc là có những cái việc rủi ro là mình luôn luôn có trách nhiệm, hoặc là luôn luôn có những cái mặc dù nó không mong muốn của mình, nhưng mà mình vì cái chữ tín thì mình vẫn phải làm tốt mọi cái vấn đề. Một khách hàng nói xấu mình trên diễn đàn là cái uy tín của mình sẽ mất, và uy tín thì gây dựng hàng ngày hàng giờ nhưng mà mất thì trong chốc lát. Đấy là một cái thế mạnh của mình. Thì ở những cái khoảnh khắc như này chỉ có Thao mới có. Các bạn thấy là con chim hiện giờ mình đứng rất là gần nó, cách nó rất là gần. Đấy, mình đứng nó đáng nó chỉ khoảng 70 phân nhưng mà nó có bay đâu. Nó vẫn ăn uống bình thường, nó thuần như vậy đấy. Một đôi uyên ương nó cứ bồng bềnh, cuộc sống nó là như vậy. Các bạn thấy nó rất là ý nghĩa, rất là đẹp. Đấy. Thì quý vị các bạn nếu như các bạn ở các tỉnh thì có thể là đặt vấn đề với một cái lái xe nào đấy và cho mình số, thì bên văn phòng của mình sẽ giao ở Mỹ Đình hoặc là bến nước ngầm ở Giáp Bát. Đặc biệt các bạn ở miền Trung miền Nam là mình vẫn chuyển đến cho các bạn bình thường. Đây là cu cườm, đây là cu đất ở của Thao Cu Gáy ngoài miền Bắc. Thì đến những cặp chim như này thì nó cũng được khoảng 3 năm thôi, nó được 3 năm nay rồi. Đó thì nó cũng là những cái thời gian mà mình đã gây dựng được, nuôi từ nhỏ lên thì nó thuần như này. Đấy, chứ còn các bạn bẫy úp chim rừng thì nó rất là lâu thuần. Tất nhiên mỗi cái nó sẽ có một cái hay của nó. Đấy, thì kính thưa các bạn là cái clip này mình cũng không nói cái gì cụ thể ấy, nhưng mình chỉ nói một câu chuyện vui và những cái kỷ niệm trong cái quãng đời mà làm chim nâu.